Thưa quý vị, nhằm góp phần thực hiện tốt đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030, các sở ngành địa phương, hội đoàn thể và người dân đã và đang nỗ lực thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn. Từ giai đoạn 2019-2025, các quận huyện đã chủ động mua sắm, huy động từ các tổ chức tài trợ với hơn 253.000 túi phân loại rác tái chế dành cho hộ gia đình, hơn 1.000 thùng rác phân loại 2 ngăn, 3 ngăn, 110 xe thu gom rác tái chế. Bên cạnh đó, có hơn 37 mô hình về phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa đã đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các cấp đã đẩy mạnh nhiều mô hình thiết thực gắn với an sinh xã hội được các hội viên hưởng ứng. Đơn cử, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê với mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình có 203 trên 203 chi hội hưởng ứng tham gia thu gom phế liệu hàng năm. Năm 2020, tổng kinh phí hội thu được là 250 triệu đồng. Các cấp hội đã góp phần xây dựng thói quen bảo vệ môi trường cho mỗi người dân. Trên 4 năm qua thì hội đã phát động trong 19 trên 20 chi hội. Hoạt động rất chi có hiệu quả, nhận thức của mỗi người dân đó là được tăng cao, không những là bảo vệ môi trường mà còn là góp phần vào một cái công tác an sinh xã hội của phường rất lớn. Các chợ truyền thống là nơi sử dụng nhiều bao ni lông gói hàng cho khách. Theo đó, các quận huyện đã tích cực vận động tiểu thương sử dụng túi ni lông thân thiện môi trường, phát động cho chị em đi chợ bằng giỏ nhựa hoặc túi sinh thái. Nhiều trường học trên địa bàn đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của học sinh trong việc bảo vệ môi trường trong nhà trường và ngoài cuộc sống. Theo đó, trường Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với các tổ chức về môi trường trên địa bàn thành lập câu lạc bộ môi trường, tổ chức hội thảo hành động vì môi trường, triển khai hoạt động phân loại, thu gom rác và lắp đặt trạm refill sản phẩm hữu cơ giảm nhựa. Trường luôn luôn ý thức rằng là cái vấn đề bảo vệ môi trường rất quan trọng đối với không chỉ mỗi con người trong hoạt động trong cuộc sống của mình mà là giáo dục cho các em cái ý thức để các em có thể gìn giữ cái môi trường. Và theo cái tổ chức của GAP và Green Building thì nhà trường mong muốn tiến đến xây dựng một trường học không rác. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được phân loại và thu gom trong giai đoạn 2019-2021 với rác tái chế đạt 1.500 tấn, rác nguy hại là 3,34 tấn và rác có kích thước lớn là 1.100 tấn. Tỷ lệ các tổ dân phố thực hiện phân loại rác tại nguồn chiếm tỷ lệ 83% trên tổng số tổ dân phố thành phố. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật về thu gom và vận chuyển chất thải rắn trong đô thị dần được cải thiện, hướng tới ổn định trong năm 2022-2023. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức phân loại rác tại nguồn, đồng thời kêu gọi các dự án quốc tế hỗ trợ các địa phương thực hiện quản lý chất thải rắn.